Chúng tôi đã mất 9 tháng để vẽ mẫu cho tác phẩm tranh gỗ được lên sóng truyền hình quốc gia Việt Nam. Trong phần 1, các bạn đã được xem quá trình chúng tôi đi mua và an vị phôi gỗ để thực hiện tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ. Sau khi mua phôi gỗ, chúng tôi đã bắt tay vào thiết kế bản vẽ với mong muốn tái hiện lại nghi lễ Vinh Quy Bái Tổ một cách chân thực nhất, gần gũi nhất để miêu tả đoàn rước quan trạng cùng với những tầng lớp nhân dân trong xã hội xưa. Chúng tôi đã đi tới những địa điểm để sưu tập những tài liệu như Kinh Thành Huế, Hoàng Thành Thăng Long, đọc những cuốn sách như là cuốn Lều Trọng của cụ Ngô Tất Tố, và may mắn nhất chúng tôi còn có sự giúp sức của các chuyên gia. Và sau 9 tháng thì chúng tôi đã hoàn thành bản vẽ cho tác phẩm với nguyên tắc mỹ thuật là khí vận sinh động, với đoàn rước lên tới 348 người, và nhìn từ xa thì nó giống như một con rồng đang uốn lượn trong không trung. Sau khi xem xong bản vẽ, các bạn có tò mò muốn biết quá trình đục chạm của chúng tôi như thế nào không? Hãy cùng theo dõi phần 3 nhé!